Đức Mỏm vừa gọi điện cho tôi thách tôi là trong ngày hôm nay nếu như mà ra tới nhà Đức Mỏm ấy, Đức Mỏm cho tôi 1.500.000.000 anh em à. À đâu? Trời, Đức Mỏm vừa gửi hạt qua tôi là mấy Lâm là phải nói nhìn mê luôn anh em ơi. Nhưng mà như anh em cũng biết là tôi cũng còn công việc làm clip cho mọi người coi á, thì ra tới nhà Đức Mỏm thì chắc có lẽ là tôi sẽ đi bằng máy bay anh em ơi, tại vì là đi máy bay là đi về cũng 4 tiếng đồng hồ anh em à. Còn nếu như mà đi bằng xe khách á, trời ơi rồi trời 3 ngày luôn anh em ơi. Ok, chắc có lẽ là tôi sẽ đi ra tới nhà Đức Mỏm cũng như là lấy hạt về trong ngày luôn nha. Đây chính là cái vali mà mình chuẩn bị mang theo nha anh em ơi. Trời nắng vậy thôi. Làm gì mày? Nắng quá. Trong này á là có những thiết bị mà mình quay video cho anh em xem nếu như mà trường hợp mà mình về không kịp anh em ơi. Với lại là đồ mình mặc thường ngày nữa ấy. Ok, bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ đi luôn anh em mà để cho kịp nha. A few inches later. Hello, lại là mình Sima đây anh em ơi. Tôi vừa đến nhà Đức Mỏm là Đức Mỏm đưa tôi cái hàng này luôn anh em à. Đúng kiểu là Đức Mỏm chơi đẹp đây. Bây giờ là tôi sẽ cho anh em xem là cái hàng này bên trong là có gì nha anh em ơi. Thì hiện tại là tôi đang ở nhà của Đức Mỏm anh em à. Sau khi mà tôi cho anh em xem cái hàng này xong á, tôi tặng cho anh em luôn nha anh em ơi. Ok, rồi bây giờ là hàng này là có nhân vật Gaiden này cũng như là Orion nè anh em ơi. Init này, Alok này, Tatsuya này. Ui, từ từ để tôi xem là có full không nha. Còn thiếu mỗi nhân vật cây gót thôi anh em ơi. Chắc là cái hàng này là không có cày nhận con cây gót free rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là bét nha, xem là có bao nhiêu con. 2 này, 4 này, 6 này anh em ơi, 8 này, 10, 12 này, 14 này anh em ơi, 16 này, 18 này, 20, 21 này. Ui nhiều vậy. Còn thiếu lại là đâu đó 6 con anh em ơi. Ui tính ra là còn thiếu 6 con là cũng nhiều đấy. Hàng này là không có full bét rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là tiếp tục là tủ đồ nha, để xem là có cái nịt gì không nha. Ok, tủ đồ này, ui, giàu quái nội anh em ơi. Ui, vô bánh anh em ơi. Hạt này mà kiểu anh em nào mà được ấy, thề luôn là đúng kiểu đổi đời luôn anh em ơi. Ok, 253 tóc này cũng như là mũ và đầu nha. Giàu kinh điển luôn này. Ui, tóc kẻ phân diện nữa nè anh em ơi. Thứ gì mà chịu nổi luôn ấy. Áo là có 539 luôn nha anh em ơi. Tính ra là xương xương mỗi ngày anh em chơi một cái áo ở trong cái hàng này là anh em mất khoảng đâu đó là gần 2 năm anh em mà. Nó lâu một cái kinh điển luôn ấy. Ok, mấy cái áo này chính là mấy cái áo mà từ thời mà xa xưa nè anh em ơi. Đời mà FIFA Lambo Leon ấy. Thời nhà Tống, nhà Nguyễn anh em à. Đây áo cái phiêu lưu này, nhất là cái áo này nè anh em ơi. Nó ra cũng đâu đó là 4-5 năm rồi đấy. Ok, áo free này. Cũng như là áo đá banh nữa nè anh em à. Rồi, bây giờ là quần nha. Tổng hết luôn là có 329 cái quần anh em ơi. Từ từ, bây giờ tôi xem là có quần Hồng Thiên cũng như là quần Thâm Hiểm ở trong cái hàng này không nha. Có không ta? Ui, có mà năn nỉ luôn ấy. À, hình như là không có rồi anh em ơi. À đây rồi, quần Thâm Hiểm nè anh em ơi. Nhất cái nách này. Rồi, giày dép là có 296 nha. Đây, từ từ, để tôi xem là có giày siêu hacker của tôi trong cái hàng này không nha anh em ơi. Dép Lào này. À, không có giày siêu hacker của tôi hay sao rồi anh em ơi. Giày phong cách sờ chết này. Rồi xong đúng luôn anh em à. Ok, mắt kính với lại mặt nạ là tổng hết luôn có 198 nha anh em ơi. 198 là tôi thấy là cũng nhiều rồi đấy. Có cả là vệ thằng bóng đêm nữa nè anh em ơi. Cũng như là đi dây xỏa này, quỷ kiếm dạ so luôn nha. Thì mặt nạ của nam với lại là của nữ thì tổng hết luôn là có 54 nè anh em ơi. 50 mấy cái là cũng được rồi. Đồ full bộ nha anh em ơi. Đây chỉ có bao nhiêu đây thôi nha. Rồi bây giờ là hành động nha, xem là có gì nha. Ok, tổng hết luôn là có 81 cái hành động anh em ơi. Quay 81 cái là đủ đi vô trong đảo kết nối tán gái rồi anh em ơi. Đù, mấy cái hành động này thôi thứ gì mà chịu nổi này. Thì mới là 7 cái hành động ở trong sân chờ khá chi là ngầu nha. Và một cái hành động biến hình này sưu tập nha anh em ơi. Tổng hết luôn là có 87 cái dù lượng đầu tiên này. À được đấy. Cũng như là 117 cái ba lô nha anh em ơi. Từ từ để tôi xem là cái ba lô gì nha. Ba lô thổi sấm sét nè anh em ơi. Cái ba lô này là tôi rất là thích luôn này. Tôi hay dùng lắm anh em ơi. Cũng như là 89 cái hồng sát nha. Á đù, hồng sát cũng rất chi là nhiều luôn này. Hai cái Skywin. Và cuối cùng chính là 110 cái băng lướt anh em à. Ui, bây giờ tôi mới để ý là cái băng lướt ếch này nhìn nó cũng cute vãi chưởng luôn ấy. Đây chính là số siêu xe bên trong mặt này nha anh em ơi. À, xe này cũng gọi là chắc chơi người dơi đó anh em ơi. Không tin nha. À, tổng hết luôn là có 280 cái avatar này cũng như là 409 cái nền anh em à. Rồi thì xương xương là cái hàng này chỉ có bao nhiêu đây thôi nha anh em ơi. Và cuối cùng là tôi cũng đã cho anh em xem xong là đồ nam rồi nha.
Bây giờ thì tiếp tục là xem đầu nữ anh em ơi, để xem là cái hạt này có cái nẹt gì ở bên phần đầu nữ không nha. Vô 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 anh em ơi, nãy giờ anh em mà chưa có like cho mình thì đừng quên là lấy cái gót chân lên giọng như trong cái nút like nha. Đấy chính là số đầu nữ bên trong hạt này này. À, nhìn xương xương thì số đầu nữ này tôi thấy là cũng thuộc dạng là bá đạo bá trưởng luôn anh em ơi. Ok, bây giờ là áo nha. Ui, mấy cái áo này là khá chi là ngon này. Nói chung là hạt này là tôi thấy có đầu tư đầu nữ nha anh em ơi, chứ không phải là không có nha. Những bạn nào mà được cái hạt này là cũng có thể là chơi đầu nữ được luôn ấy. Ok, rồi. Bây giờ là tiếp tục với là quần nha anh em ơi. Hạt này thì được cái là free khá là nhiều anh em à. Ok, quần này. Đây chính là toàn bộ số quần của nữ bên trong hạt này nha. À, cũng có quần hồng thiên của nữ luôn nè anh em ơi. Ngon này, quần thám hiểm của nữ luôn nha. Được của nó luôn. Quần đá banh các kiểu này. Rồi, bây giờ là giày dép nha anh em ơi. Đây chính là toàn bộ số giày dép của nữ bên trong hàng này. Ok, nhìn chung đó là số giày dép này tôi thấy là cũng tạm ổn anh em ơi. Rồi, bây giờ là mắt kính và lại là mặt nạ cũng như là đầu nha. Hiện tại là tôi đang mang cái mũ tiểu tiên anh em ơi. Và cái mũ này dành cho những người mà bị cấm sừng ấy. Cái sừng nó dài 80km luôn ấy. Thì mặt nạ của nữ cũng như là của nam mà lúc nãy là tôi cũng đã cho anh em xem rồi. Tổng hết luôn là có 54 nha. Rồi, đồ phun bộ nha anh em ơi. Bộ đồ đua xe này, cũng như là bộ thổi xe công nghệ nè anh em ơi. Thổi phi hành này, thổi tím 1937 này, thần quyền nha, gấu bắc cực nè anh em ơi. Khủng long bò nướng, ô lỏng bò sữa anh em à. À, quý bà coi chết nha. Và bộ đá quỷ này, cuối cùng chính là khủng long xanh lục này. Rồi, thì xương xương là đầu nữ là chỉ có bao nhiêu đây thôi nha. Bây giờ là tôi cho anh em xem là kho vũ khí này, kho súng luôn nha. 4 cây súng nâng cấp anh em ơi, nhưng mà không có cái nào level 7 ấy. Nhưng mà nhìn chung thì tôi thấy là cũng có một số khẩu súng là khá chi là xịn này. Đây, tôi cho anh em xem nha. Ok, tổng hết luôn là có 386 vũ khí nha. Ui, tính ra là trong màn này là toàn những vũ khí mà gọi là xịn xịn không à, chứ không phải là vũ khí cùi đâu anh em ơi. Bơm keo cũng rất chi là nhiều này. Còn đây chính là toàn bộ số vũ khí mà đã hết hạn ở trong cái hàng này nha. Nói chung là cũng rất chi là nhiều nè anh em ơi. Lướt muốn liệt cái tay tôi luôn ấy. Rồi, thì cuối cùng là mình cũng đã cho anh em xem xong cái hàng này rồi nha. Và theo như cá nhân của mình, nó làng này là ngon anh em ơi, chứ không phải là cùi đâu. Có đồ bẫy đá các kiểu nè anh em ơi, và có cả là súng nâng cấp luôn ấy. Bạn nào mà muốn hàng này đừng quên là để lại đi game nha. Mình chọn ra một bạn mà gọi là may mắn nhất trên kênh, cũng như là xem video tôi không tua này, tôi sẽ tặng luôn nha anh em ơi. Ok nha. Đây chính là trận đấu đầu tiên của tôi ở trong cái hàng này anh em ơi. Và để xem là chơi hết trận này là cái hàng này có bị liên kết không nha. Nếu như mà bị liên kết là sẽ bị đăng nhập anh em à. Ok, vai lan giò châu này. Á à, đù không trúng anh em ơi, thằng này khá là khôn này. Ui, tôi biết là nó đang giả bót anh em ơi. Trời ơi, trời, chắc là thanh niên này coi bé Lâm quá 180 phút này. Dạo này là bé Lâm nó hay là giả bót anh em ơi. Nhưng mà thanh niên này chắc là cũng giả bót giống như là bé Lâm này. Này, từ giả bót cái mày, xin nhẹ cái nồi cơm điện này. Rồi, bây giờ tỷ số là 1-0 đầu tiên cho tôi rồi nha. Nếu như mà anh em xem tới đây rồi chưa có like cho mình á, đừng quên là lấy cái gót chân lên giọng như trong cái nút like với mình nha anh em ơi. Còn anh em nào mà không làm được á thì ấn like giúp mình nó là bằng cái ngón tay nha. À đây rồi, tôi ném hai trái pha lan vào trâu cũng như là pha lan vào heo mà nó không trúng anh em ơi. Từ từ là keo đã. Thanh niên này có vẻ là đang rất là cay tôi rồi anh em à. Nha, thằng mày lủng là cấm điện luôn này. Ok, bây giờ tiếp tục là một cái nhán đấu win dành cho tôi anh em ơi. Tỷ số bây giờ là 2-0 nha. Thanh niên bên kia giả bót á, bữa nay gặp Sima thì thôi chuẩn bị là tắt điện luôn anh em ơi. Nếu như mà thanh niên bên kia chính là bé Lâm á, tôi cho bể nó công điện luôn anh em à. À đây rồi, pha lan giò trâu này. Trúng không? Ui không trúng rồi anh em ơi. Khuyến mãi cho nó một trái pha lan giò heo nữa. Ui lại không trúng này, ảo ma Canada vậy. Hình như là nó di chuyển bên kia anh em ơi, chứ không phải là ở trên đây. À đây rồi, tôi kiểu như là nghe tiếng chân nó đó là ở bên hướng bên nhà của tôi anh em ơi. Từ từ bây giờ tôi công lên luôn nha, chắc là nó đi móc tôi rồi anh em à. À đây rồi, mày xong mày rồi nha hả mày, xin vĩnh biệt cậu. Ok, bây giờ tỷ số là 3-0 rồi anh em ơi, ngon lành cành đào rồi. Mới đây là còn hai ván nữa tôi win rồi anh em à. Đúng là thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Từ từ, bây giờ tôi sẽ cho nó ăn một trái pha lan vào trâu, chắc chắn là này trúng này, trúng. Dĩ trời, trúng cái nệt luôn hả anh em ơi. Thanh niên này có vẻ là né ghê đây. Ê, từ từ, nó bắn tôi đâu đó là mất đâu một khúc máu rồi anh em à. À, cong lên hả mày. Ui, từ từ, tôi bơm máu lại đó anh em ơi. Ui, phải nào nó cong lên luôn kìa. Thanh niên này liều mạng thế nhỉ. Liều mạng hả mày. Ui, quái nào vậy. Từ từ, bơm máu đã. Ê, anh ơi, trời ơi, là trời tha cho em anh ơi, cho em bơm máu một cái. Ok, an toàn rồi anh em ơi. Vẫn chưa an toàn, nó lại cong qua này. Quải chà đậu đũa mày. Nhân này trời ơi là trời, nãy giờ tôi cay thế này này thật sự luôn anh em ơi. Ok, bây giờ là sắp win rồi. Không lẽ giờ tôi chạy qua một phát một tôi quan sát thanh niên bên kia luôn anh em ơi. Chứ bây giờ tôi cay dữ lắm luôn rồi đấy. Hồi nãy giờ nó gượt tôi muốn xách cái quần lên chạy luôn anh em à. Phai lan vào trâu này. Đúng không, đúng không.
Không trúng anh em ơi, thanh niên này né ghê quá. Pha lan giò heo này không trúng luôn. Ui, nó qua tới rồi anh em ơi. À, hình như là nó bên này. Anh đùa đâu rồi, mày gọi nhờn hả mày, chơi này. Trời ơi, là trời định quan sót nhưng mà ai ngờ là nó cho tôi bể cái nồi cơm điện luôn. Ok, thua rồi anh em ơi. Không sao, không sao, người ta thường nói là thua keo này tao bày keo con chó anh em à. Bây giờ tôi sẽ chơi khô máu với nó luôn nha. À, nó không có chạy hướng này anh em ơi. Thanh niên bên kia có vẻ là di chuyển rất chi là khôn luôn ấy. Ui, nó lại cho tôi ăn phai lan giò trâu nè anh em ơi. Từ từ, bây giờ tôi sẽ di chuyển qua đây cũng như là khô máu nó luôn nha. À, đứng đứng ở đây này. Ui, nó yếu rồi anh em ơi. Tôi nghĩ là nó mắc đó cũng hơn 100 máu rồi đấy. Rồi ơi. Á, à, đù, nó núp rồi, trời gũ là trời. Ở đây rồi, ngộ không hả mày? Sao mà đỡ được này? Chạy đi đâu con sâu? Chạy nhanh vậy, anh ơi, đợi em anh ơi. Làm gì chạy nhanh vậy? Chạy á mày ơi, từ 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 từ. Sao mà đỡ được? Ui, tôi bắn nó một pha đó nhưng mà nó không chết kìa anh em ơi. Thằng này công nhận đúng châu luôn ấy. Không sao, chơi liều mạng luôn nha. Tôi mà đã gọi là liều mạng là phải công qua luôn. Ok, cuối cùng là tôi cũng đã win rồi nha anh em ơi. Và nếu như mà anh em xem video á thì đừng quên là cho mình xin một like cũng như là một cái đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em ơi. Bạn nào muốn hàng này á đừng quên là để lại đi game. Mình sẽ kết bạn trực tiếp này cũng như là tặng cho anh em cái hàng này luôn nha. Bây giờ chắc có lẽ là tôi đi về anh em à. Bye bye anh em.